Ôi, chào bà con em, nói thiệu con mấy con gà nè, gà 85 nè. Gà 85 nè, khá đẹp ha. Ốc trắng tươi nè, ốc slot trắng tươi ít xài nè bà con. À, nó trong còn trắng ít xài ha. Trắng tươi thì ăn nhất luôn nè. Không, đẹp ha. Đẹp cực kỳ không? Có hồng có dầu trắng tươi nè. Gà sắm, gà 85. Một nguyên con một cam đẹp ha. 8,5 rồi con. Cái con này cũng mạnh lắm nè. Trong còn trắng ít xài nữa không, lát trắng tươi ít xài nè, đẹp. Gà 85 cam, nó hai màu, màu cam màu đỏ đó bà con, khác màu thôi chứ nó không quay máy giống mình đâu à, giống như xe màu này màu kia chứ thôi. Khá đẹp á, lóc còn trắng ít xài nè, cái dòng trắng tươi đèn đuốc còn nguyên nè. Gà 85 trong còn trắng ít xài nữa không, trắng nè, trắng ít xài, bôi trắng, căn cứ bôi trắng ít xài rồi con. Rồi con thứ hai cũng ra 85 luôn, màu đỏ, bộ này còn đẹp nè, bôi trắng tươi nè, không cứ bôi, cứ bôi trắng ít xài rồi con, trong một trắng tươi ha, ra 85 rồi, lấp nước rồi đẹp ha, con này cũng khá đẹp nè, đó lấp là nhức nách à, ra 85 đẹp ha. Quá đẹp rồi con. Con này hết chỗ chê luôn, máy thì nhức nách. Rồi ra 85.